Vài ngày trở lại đây, vấn đề bỏ phong tục ăn Tết cổ truyền theo âm lịch một lần nữa trở thành chủ đề nóng trên nhiều trang mạng xã hội. Nổi bật nhất là quan điểm của hai người trẻ tuổi, nữ doanh nhân nhà văn trẻ Tuệ Nghi cho rằng Tết cổ truyền đúng là Tết sum họp của người Việt, nhưng nó không còn phù hợp với tốc độ phát triển của xã hội nhanh như vũ bão hiện nay. Hay anh Trần Mạnh Hiệp, người sáng lập một diễn đàn công nghệ nổi tiếng thì khẳng định, ngày nay văn hóa và cuộc sống có nhiều thay đổi nên chúng ta có cái Tết mới cũng là điều bình thường, vừa giữ được nét văn hóa tâm linh, vừa phù hợp với cuộc sống thực tế. Thực ra câu chuyện nói trên không hề mới. Cách đây hơn 10 năm, giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân Võ Tòng Xuân được xem là người nổ phát súng khơi mào những tranh luận xoay quanh việc cần sớm gộp Tết ta với Tết Tây, tức ăn Tết theo dương lịch, giống như Nhật Bản đã thực hiện từ năm 1873. Cho tới nay, kết quả của những tranh luận này vẫn chưa ngã ngũ. Tuy nhiên, phần đông ý kiến vẫn nghiêng về việc giữ gìn Tết cổ truyền, bởi nó là một sinh hoạt văn hóa tinh thần đã ăn sâu vào tiềm thức dân tộc. Giá trị của nó nằm ở khía cạnh tinh thần, chứ không phải là mâm cao cỗ đầy. Sự thiêng liêng của cái Tết này là do cả một lịch sử dài lâu của một dân tộc ở đó. Cái sự chuyển mùa này nó vô cùng kỳ diệu. Nó không phải để chúng ta đón nhận một sự kiện thông thường, mà ở đó nó cho phép những người, đặc biệt với những người khó khăn, những người có thể bất chấp cái khổ đau, thì năm mới đối với họ như một cơ hội, như một bậc cửa, như một trang giấy mới, như một bước ngoặt trên con đường của cuộc đời của họ. Và ở đó điều quan trọng rằng họ bắt đầu trở lại và tìm lại tất cả những gì nguồn cội, thiêng liêng và đẹp đẽ nhất. Nó làm nên con người họ, làm nên đời sống tinh thần của họ. Bởi thế cho nên việc nghĩ rằng bỏ cái Tết truyền thống đi thì tôi nghĩ đấy là một sai lầm. Có khá nhiều lý do mà một số người đã đưa ra để lý giải cho ý kiến nên gộp Tết Tây với Tết ta. Ví dụ như số lượng người chết vì tai nạn giao thông trong một tuần nghỉ Tết tăng đột biến, mà nguyên nhân chủ yếu là do uống rượu bia không kiểm soát. Hàng ngàn lễ hội lớn nhỏ diễn ra khắp cả nước trong tháng Giêng, gây tốn kém, lãng phí thời gian, tiền bạc của toàn xã hội. Thời gian nghỉ quá dài khiến cho giao thương với nước ngoài bị ảnh hưởng, vân vân. Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, chúng ta không thể đổ lỗi những hệ lụy này do Tết cổ truyền gây ra. Vấn đề nằm ở chính tư duy và văn hóa ăn Tết của người Việt đang có nhiều biểu hiện kém văn minh. Chúng ta chỉ nhìn sang bên cạnh mà các quốc gia hay các dân tộc có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, thậm chí đón Tết như chúng ta. Họ có những Tết truyền thống như Trung Quốc, như Hàn Quốc, Singapore, vân vân. Họ cũng chuẩn bị một cái Tết và có một cái Tết có thể thời gian dài như vậy. Nhưng họ, và đấy là những nước vô cùng tân tiến, vô cùng hiện đại. Những nước mà con người ta đã sống một cuộc sống đầy ý thức công nghiệp. Nghĩa là làm sao để gọn nhẹ nhất, để nhanh nhất, để tiết kiệm nhất, để đơn giản nhất, thì họ vẫn giữ được cái Tết cổ truyền. Vậy ở đây những điều hệ lụy nảy sinh ra là trong cách tổ chức của chúng ta, trong cái quan niệm của chúng ta và trong thái độ của chúng ta đối với thời gian chúng ta có, chứ không phải bởi vì cái Tết âm lịch làm ra những điều hệ lụy đó. Một phong tục tập quán sở dĩ có thể tồn tại hàng ngàn năm lịch sử qua mọi thăng trầm biến thiên của dân tộc là do bản thân nó chứa đựng những giá trị quý có tính bản sắc, hồn Việt. Tết Nguyên đán là một phong tục như vậy. Dù cuộc sống có hiện đại, bộn bề, phong tục ăn Tết ít nhiều phai nhạt đi và thậm chí là thay đổi hoàn toàn khác. Nhưng thiết nghĩ, nhiệm vụ của chúng ta là cố gắng lưu giữ những vốn quý, tìm cách để làm nó đẹp hơn, văn minh hơn trước khi đặt ra câu hỏi lạnh lùng, giữ hay bỏ đi một di sản văn hóa mà cha ông để lại.